tiếp trên Thu Vân Tay, trên chia sẻ và kết nối yêu thương. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Hôm nay tôi đến cửa hàng cây hoa kiển Trúc Tiên, chia sẻ cùng các bạn một số cái mẫu phân được nhập khẩu từ ngoại quốc về. Nếu mà xem phim các bạn hài lòng cái loại phân nào đó thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Bảo ha, để biết chi tiết từ cái giá một, cũng như là nơi đây có bán ngoài phân bón ra có bán cây chậu kiển và những cái phụ kiện về cây kiển. Vâng, bây giờ xin mời các bạn chúng ta bước vào phía bên trong thì chúng ta sẽ gặp lại anh Bảo quen thuộc của cái cửa hàng gì ta? Cây hoa kiển Trúc Tiên. Rồi, chào Bảo. Chào chú Long Thu. Chúc một ngày mới vui vẻ ha. Dạ, lâu quá không gặp con, hôm nay con có gì mới không nào? Dạ, giới thiệu chú Long Thu, hôm nay cửa hàng con lại mới nhập về phân hữu cơ Bỉ với Nhật. Có phân dơi nữa, có tiền hệ chút xíu phân dơi luôn. Ở đây con là xin phép được bán phân là chính. Chậu bán cũng là một phần phục vụ hơn. Cũng như là hôm nay là Bảo muốn chia sẻ với các bạn về cái chủ đề về cái vấn đề là giá cả phân bón của bên cái cửa hàng của mình. Ngoài ra bên phía cửa hàng có chậu, nhưng mà do hôm nay thì chậu xuất đi hết rồi, còn một ít thôi. Để hôm nào mà có nhiều thì sao thì Bảo sẽ chia sẻ tiếp về trong cái vấn đề là mua về cái cây kiển các bạn. Dạ thôi, con có mặt hàng gì giới thiệu với khách hàng nào? Chú ra chú sáng này con bê này con quay cho chú luôn. Đây. Nhật nè. Đây có bán rất là nhiều chậu các bạn. Chủ yếu là cái chậu được đúc từ tại cửa hàng này luôn. Bày đi chú. Dựng dưới tường à, đưa cái mặt dễ các bạn nhìn thấy không? Đây là hình như là dòng chợ, dòng phân này, dòng phân của Bỉ phải không? Dạ, lúc trước rồi con cũng có làm cũng nhập về mình lô bán hết rồi, bữa nay nhập lô mới nè. Nhắc cao lên mới thấy được, tại dưới đất không thấy được. Ở đây thì có hai dòng phân, một cái dòng phân con bướm trắng này là của Bỉ. Và dưới cái dòng phân này chắc dòng phân của Nhật ha. Của Nhật các bạn. Cá coi của Nhật hả? Cá coi Nhật. Tinh đậm là cá. Còn con gì? Con mới đi Lào về, con nhập về thử bao bên dơi. Rồi bây giờ con giới thiệu cái dòng phân này đi, dòng phân Bỉ này trước đi. Dòng phân Bỉ này con bán làm sao? Dạ. Phân Bỉ này thì giới thiệu với chú Năm, với cô chú. Mấy anh là phân nhập khẩu bị về nhập khẩu thành phần của nó là 75% hữu cơ, 75% hữu cơ, 3% là đạm, 3% đạm, kali 200%, kali 200%, lân cũng 200% luôn. Rồi cây này chủ yếu là để giúp cây tăng trưởng phải không? Dạ, giúp cây tăng trưởng tạo độ bùn cho. Với cái này thì mình bán sao đây con? Phân bị này cũng là phân một dạng phân cao cấp đó chú. Thì con bán lẻ tại cửa hàng đó là 25.000 ký. Bán lẻ là 25.000 một ký mà nếu hàng. Nếu mình mua, nếu người khách hàng người ta nếu mua, nếu mà ship tới thì cứ khách mua 5 ký thì con tính 5.000 ký thôi, tính tiền ship thêm 5.000 ký ship. Ví dụ như khách mua 5 ký là 150 là sao? Bao ship 5 ký là 150, 5 ký là 150 là 30.000 ký là bao ship. Nếu cái hàng mà lười đi á thì con cứ tính 1 ký là 30.000 bao ship. Con bởi vì con nói thì chú không hiểu. Đại khái các bạn thân mến là cây là nếu mà mua phân này, phân Bỉ, dòng phân này dùng để kích thích tăng trưởng cho tất cả những cái dòng cây kiển cũng như là cây ăn trái cũng như là cây rau đồ cũng được luôn phải không? Giá bán tại cửa hàng là 25.000 một ký bán lẻ. 25 một ký, mà nếu mà chuyển ship đi. Chuyển ship hay là 30.000 ký. Nếu mà chuyển ship thì một ký nó sẽ là 30.000. Ok. Nếu mà giá này giá là con cũng nghiên cứu rồi, nó cái độ dinh dưỡng nó ngang với một số loại phân Úc TV chứ. Nó ngang đó. Nó còn nếu mà các bạn nào muốn mua sỉ thì vui lòng liên hệ với Bảo theo số điện thoại 0902 652577.
các bạn đọc lại một lần nữa. 0902652577. Ok, tôi sẽ ghi lại cái số điện thoại trên chủ đề. Con đi bao luôn, nếu các hàng muốn mua nhiều bao á. Là con đi ship là 500.000 bao. Tính ra 20.000 ký nguyên bao. Là sao? Một bao nó 25 ký. Bao 25 ký. Bao 25 ký thì nếu mà đi nguyên bao khách hàng muốn mua trồng cây nhiều á. Là con ship nguyên bao khách hàng luôn là tính ra có 500.000 thôi, là tính ra có 20.000 bao, 20.000 ký thôi. Nếu mà mua sỉ thì tính ra 20.000 ký. Chuyển ship tận nhà luôn. Ship tận nhà luôn. Luôn mà giá thì nó còn chỉ còn 20 thôi. Đúng rồi. Tại vì còn lấy... nếu mà mua lẻ. Mua lẻ thì bán tại cửa hàng 25. Ship thêm tiếp thêm 5.000 nữa là 30 tận 30. À nói gì cũng dễ hiểu. Tại vì Bảo chưa có quen cái cách cái diễn đạt thì các bạn phải hiểu rồi tôi dịch lại cho các bạn ha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ chào một loại phân nè. Xin giới thiệu nữa là phân Nhật. Cá Nhật ha. Phân cá Nhật. Cái thành phần hữu cơ này nó không bằng cái thành phần của Bỉ. Con đọc một phần hữu cơ. Thành phần hữu cơ của cá Nhật đó là chỉ có 65% thành phần hữu cơ. 65% 3% đạm. 3% đạm. 2% kali. 2% lân. Rồi, ok. Đây là cũng một dòng phân tăng trưởng cho cây. Nhưng mà cái hàm lượng của nó đó, hàm lượng của nó nhẹ hơn cái dòng phân Bỉ chút xíu. Nhưng vậy bây giờ chúng ta xem tới cái giá cả nó bao nhiêu nào. Giá của anh Nhật này thì nó rẻ hơn giá của Bỉ 50.000 thôi. Nếu mà bán lẻ thì bán lẻ tại cửa hàng thì là 20.000 ký. 20.000 bán lẻ thì 20.000 ký. Ship đi thì hình mà 25.000 ký. Ship là 25. Còn nếu mà ship đi nguyên bao luôn á, khách hàng mua được cái giá là 350 bao. Bao 350 bao. Chúng ta sẽ tiếp tục xem Bảo còn giới thiệu cái dòng phân gì mà của Bảo ở đây. Dạ tiền tiền phân phân hữu cơ đây thì con có thêm cái con lấy về một bao 25 kg phân dơi nè chú nè. Đây là có hàng phân dơi. Có rất nhiều bạn cũng hỏi tôi là vấn đề là phân dơi ở đâu bán, thì tại cửa hàng Thiên Trúc của Bảo nằm ở số 123 đúng không? Dạ, 123 là Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12. Có bán cây phân dơi. Các bạn ha, có bán phân dơi này, nếu mà các bạn chăm cây và tôi thấy và tuyệt vời nhất là các bạn chăm cây hoa sứ á. Bạn nào chơi sứ á, các bạn bón phân dơi nha các bạn, dơi hay dê? Con dơi ba chứ không phải là con dê nha. Phân dơi này các bạn chơi sứ thì rất là tốt. Rồi, con giới thiệu cái dòng phân này cho phân dơi hoa cộng nè. Đây là cái bao của nó luôn hả? Dạ đúng rồi. Cái này con mua bên Lào hả chú? Nó bên đó nó sản xuất theo công nghệ châu Âu nè. Phân bón hữu cơ 100% organic nè. Phân này cũng là phân Nhật đúng không? Phân Nhật luôn. Con lấy bên Lào về đó. Lấy bên Lào. Phân cũng có bên Lào. Dạ, bên Lào nó dơ nhiều. Tưởng cồn ở bên Lào. Bên Lào mấy cái đồng, mấy núi dơ nhiều, người ta lấy, người ta làm phân. Tưởng cồn Lào có bán chứ, phân dê là phân dơ Lào cũng bán. Dơ này đây là các bạn, phân dơ này. Phân dê. Phân dơ à? Dơ. Tôi lấy lộn hoài. Phân dơ nó ăn trái cây nhiều, nó ỉa nó phân, mình lấy mình xấy món này. Rồi, cái phân dơ mình bán sao đây? Phân dơ thì con bán mắc hơn chút xíu. Tại cửa hàng thì là 30.000 ký. Phân dơi là tại cửa hàng bán là 30.000 một ký. 30.000 ký. Báo cáo với các bạn là cái loại phân dơi này là được tay nhập khẩu từ bên Lào nha các bạn. Bạn nào có mua phân dơi, nếu mà bạn mà trồng sứ mà dặn những cây sứ mà nó làm biến ra bông á, thì cái chiêu cuối cùng là phúc phân dơi một cái, bảo đảm là bông hoàn vại luôn. Rồi chúng ta còn cái gì nữa không nào Bảo ơi? Phân hữu cơ sinh học. Phân hữu cơ sinh học đây. Cái này xuất xuất từ tạo biển này. Đây là phân là của Nhật nè các bạn. Phân Nhật xuất xuất từ tạo biển. Đây là cái dòng mà phân hữu cơ nước được nhập khẩu từ bên Nhật nè. Có dán thêm cái có phụ đề thêm phụ đề thêm tiếng Việt nè các bạn ha. Đây để cho các bạn để tiện trong vấn đề mà sử dụng. Đây là có cái bản phụ đề tiếng Việt đây. Cái phân này là một bình là một lít. Bình lít con bán 100.000 chứ. Bình 1 lít là dưới giá 100.000. Phần hữu cơ đậm đặc của Nhật. Rất đậm đặc chứ ha. Đậm đặc đây. Rồi còn có cái thương hiệu gì bạn nữa không? Phần nước nữa là phần đạm cá là cá. Rồi tiếp tục chia sẻ với các bạn cũng là phân nước, cái dòng phân là dòng phân nhập khẩu. Nhập khẩu này phân của Nhật luôn nè các bạn. Đá. Cây đạm cá ha. Đạm cá. Cái này xin lỗi chú, này Hàn Quốc nha. Xin lỗi các bạn. Hàn Quốc. Để làm cá. Cái chai này nhà sản xuất đưa cho con chứ không nên sử dụng là một lít là pha, một lít này là pha 400 lít nước. Hàn Quốc rất đậm đặc. Với một cái lít đậm đặc này chúng ta có thể pha trong 400 lít nước để chúng ta tưới nè các bạn.
À, có phụ đề tiếng Việt không? Dạ có, nhưng mà chữ nó nhỏ quá, mất con. Phụ đề tiếng Việt các bạn con... không, tôi nhìn cái chữ này giống như chữ Tàu, tôi không thấy con mẹ gì chứ. À, các bạn dùng kính lúp các bạn soi các bạn thấy ha. Đây nè. Đây là có cái các bạn hướng dẫn bằng tiếng Việt để cho các bạn tiện sử dụng. Tất cả những cái dòng phân ngoại quốc á, nhất là dòng phân nước á, thì khi mà mua phân các bạn lưu ý phải có cái phụ đề tiếng Việt để có để các bạn sử dụng, bởi vì cái nguồn phân này nó rất là đậm đặc, chúng ta mà lỡ tay pha nhiều quá thì cây nó sẽ ngủm củ tỏi á, nó quá liều là nó chết cây, lúc đó tiền vừa mất mà tập vừa mang theo. Cái bình này giá nhiêu của Hàn Quốc? 120 chút. Cái bình của Hàn Quốc 120. Đậm đặc của Hàn Quốc là 120. Đậm đặc nữa nha. Okay. Nhiều khi mình mua cái bình nó không được đậm đặc á là mình pha ít nước cũng vậy à. Này đậm đặc. Quá tuyệt vời luôn. Giờ mình còn cái gì nữa không Bảo ơi? Dạ chú, ngoài phân bón hữu cơ ra thì con cũng bán một số thuốc trị bệnh cây nữa, thì cái đó thì khách hàng cần thì liên hệ con. Con cây bệnh thì nó báo con có thể hướng dẫn cách mua thuốc chữa trị. Rồi ngoài đó thì con còn có đất chi bát nè. Đất chi bát sơ dừa cho cháu. Đây. Đây là các bạn. Ngoài ra còn có cái có giá thể trồng cây gồm có đất chia bát là sơ dừa. Sơ dừa. Đây còn có bán giớm rồi trồng lan rồi không? Mấy cái đó con có. Cũng có sử dụng không? Khách hàng cần thì con tới lớn luôn con gì cái nó ship. Nói chung các bạn thấy không? Ở đây là ông chủ này rất là xiên, vừa bán hàng mà vừa đút luôn những cái mẫu chậu đây, mẫu chậu được sản xuất tại tại cửa hàng luôn. Thành ra các bạn cứ mua thì các bạn cứ đặt cho Bảo làm, có nhiều mẫu ha. Hôm nay thì một mẫu hàng đã giao cho khách hết rồi, nhưng mà một cái lần sau nữa tôi sẽ đến đây, tôi sẽ quay chi tiết với các bạn một số cái mẫu chậu cũng như là cái mẫu rô cái đôn để cho các bạn thấy mà hài lòng thì các bạn liên hệ thì giao dịch với Bảo ha. Là mình còn cái gì nữa không Bảo? Dạ thì hàng có thì chuyên về bán phân bón đất trồng với lại trầu là chính. Cây cối thì chung cũng có hàng đến như còn mua thì đặt hàng con bán cây cho con đi tới giao ship tới. Dễ, chúng tôi coi là trầu với lại phân bón là chính. Chủ yếu là chậu với phân bón thôi. Phần cây là do cái mặt bằng của cái cửa hàng của mình nó quá hẹp. Nếu mà mình mang cây về thì mình chăm không có đúng cái không có đủ nắng thì cây nó sẽ bị suy. Thành ra phía nhà vườn chỉ đánh mạnh vô trong cái kinh doanh cái mặt hàng là đút chậu hoặc là bán phân bón và những cái phụ kiện để phục vụ cho các bạn chơi cây kiểng. Các bạn. Rồi vậy là hôm nay làm chỉ thế thôi à, không? Rồi, đến đây tôi phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem mấy clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất. Bảo ơi chào khách đi con. Dạ, chào cô chú anh chị. Bye bye, hẹn ngày tái ngộ.